Xin chào A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có muốn chia sẻ gì không? Rồi, cảm ơn công đức vô lượng luôn nha A Di Đà Phật. Chúc sức khỏe vạn sự như ý, vô lượng cát tường. Dạ. Đó, nhiều câu cậu nghe A Di Đà Phật đúng không?